Thưa quý vị và các bạn, cùng với thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, cấp ủy chính quyền mặt trận, tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang còn đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về, để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Xác định công tác an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và các đoàn thể chính trị xã hội đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, khơi dậy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo gia đình chính sách, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giúp đỡ chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là cái Tết cổ truyền của dân tộc. Hiện nay thì tỉnh cũng đã vận động tới thời điểm này, từ tỉnh đến cơ sở đã vận động và đã trao quà cho người nghèo, người cận nghèo, những hộ khó khăn, những người bị cắt hợp đồng lao động, bị là tạm hoãn lao động từ ở ngoài tỉnh về hoặc là trong tỉnh, thì trên 200.000 phần quà với kinh phí là trên 71 tỷ đồng. Còn đây là cái công việc hết sức là quan trọng mà để hỗ trợ cho những người khó khăn trong cái dịp Tết Nguyên Đán, tức là mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, những người mà khó khăn từ ở ngoài tỉnh về bị cắt hợp đồng lao động hoặc là tạm hoãn đó, thì có thấp nhất cũng có một phần quà để vui xuân đón Tết. Trong năm 2022, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền gần 314 tỷ đồng, qua đó đã cất mới sửa chữa trên 2.400 căn nhà đại đoàn kết, thăm và tặng quà trên 363.000 lượt hộ nghèo, trợ giúp khó khăn đột xuất trên 88.000 trường hợp, trợ giúp học tập cho 32.000 học sinh, hỗ trợ khám bệnh gần 7.000 trường hợp, thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 31,8 tỷ đồng. Mỗi dịp Tết đến xuân về, công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là việc làm nhân văn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đến nay, trên 13.000 người có công với cách mạng và thân nhân đã nhận quà Tết của Chủ tịch nước, hơn 132.000 người đã nhận quà Tết của lãnh đạo tỉnh với kinh phí trên 100 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh, quan tâm thăm hỏi chăm lo kịp thời cho người lao động do tạm hoãn hợp đồng lao động, bị chấm dứt hợp đồng lao động, mất việc làm trong tỉnh và ngoài tỉnh, trở về địa phương. Với kinh phí trên 64 tỷ đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn để cùng tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023. Trong không khí vui tươi phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà vui mừng đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương đến thăm, động viên và chúc Tết. Cùng với sự cố gắng nỗ lực của cả Trung ương và địa phương, rồi cái sự hảo tâm của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, cố gắng chăm lo một cái Tết tốt nhất, theo tinh thần chỉ thị của Trung ương và của Chính phủ, và đảm bảo một cái Tết nó vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối, và chăm lo cho tất cả mọi người, không để một ai là không có Tết, không để một ai là bị bỏ lại phía sau. Đây là cái truyền thống rất là tốt đẹp của dân tộc ta. Và cái việc mà chăm sóc cho người có công, gia đình chính sách, rồi người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động, công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn, rồi đồng bào các dân tộc, thì cũng rất là mong các ông chí đã làm tốt rồi thì tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội. Chính sự chủ động, nỗ lực kịp thời chăm lo Tết của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền, mặt trận, tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã mang Tết đến với mọi người, mọi nhà, để từng nếp nhà phum sóc, khóm ấp cùng đón một mùa xuân mới ấm áp và vui tươi.